Xin chào các bác, chào các anh chị. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái cây này là cây năm cây trắng Mỹ Phượng. Này là một trong những cây năm cây trắng mới và cũng xuất hiện rất là ít trên thị trường. Cái này thì nó là năm cây trắng, mũi màu hồng và mắt của nó là mắt hồng mờ. Mắt của nó, mắt chính là mắt vàng, nhưng mà trong mắt vàng của nó thì là có mắt hồng mờ. Thì nó là một cây rất đặc sắc. Đấy. Đây thì cái cây này nó nở được 3 bông. Đấy. Chị em cùng xem nhé. Mắt hơi mờ một chút, hồng mờ. Và cái này chúng ta có thể nhìn thực tế là sẽ biết ngay. Đây là một cái cây rất là đẹp. Đây cái bông này cũng thế, mắt nó hồng mờ rất là đẹp. Cái này cánh trắng tuyết và bông to như bao thuốc, bông to như bao thuốc, rất là to. Anh chị nhìn cái thân nó rất là gầy bé tí này. Đấy, thân nó rất là nhỏ, thân rất là bé, nhưng sai bông nó rất là to. Sai bông rất là to đây, góc cạnh của nó. Rất là rõ nét. Và cái mắt nó vàng, mũi thì là màu hồng phấn. Rất là đẹp. Chi tiết của nó thì bởi vì những cây như này thì mọi người có thể sẽ rất là dễ bị nhầm từ cái cây nhiều cây ấy, là cái mắt của nó chỉ mắt vàng thôi. Nhưng do ánh nắng chiều thì là mọi người chụp thì nó có thể nó sẽ lên màu hồng. Nhưng cây này thực sự nó là cây mắt nó hơi màu hồng, phấn hồng. Và mũi của nó cũng vậy, mũi của nó hồng rất là đẹp, rất là đẹp. Cái này nở 3 bông thì nó cũng là đánh giá được cái sự ổn định của nó. Thế anh chị nhìn ngoài cũng thấy được cái mắt nó màu hồng, cánh hoa rất là to, sai bông lớn, to như bao thuốc lá. Đấy, mũi hồng rất là đẹp. Đây rất là đặc trưng. Mùa hoa nó thì rất là nhiều tua đấy, mọi người nhìn này, rất là rõ nét. Thực ra những cái cây mà mắt hồng mờ và mũi hồng này thì rất là đẹp. Đẹp, mỗi cây nó có một vẻ đẹp riêng. Nhưng mắt hồng mờ và mũi hồng này nó rất là xuất sắc. Cánh của nó trắng tinh, màu rất là đẹp, màu rất là đáng yêu. Nói chung nhìn thật thì mọi người mới cảm nhận được là cái này nó đẹp đến độ nào. Chứ qua hình ảnh đây thì nhiều khi là nó cũng chưa được, không thể bằng thực tế được, đúng không ạ? Đây em sẽ quay từng bông và em sẽ phân tích chi tiết từng cái thân lá một chút để các anh chị cùng biết sơ qua về cái cây này. Và về thân lá, cái này thì em cũng chỉ biết là sổ trong miền Nam thôi. Đấy. Nhưng chị nhìn môi hoa nó thì trái tim và tua, nhìn chung là xung quanh nó rất là nhiều ấy. Phấn lông, mình hay gọi là môi hoa nó nhiều lông. Thực ra thì nó là một dạng rất là đẹp, tuyệt vời, quá xuất sắc. Môi hoa rất là đẹp, màu cũng rất là đáng yêu. Thì đây em quay xuống cái thân lá một chút, anh chị nhé. Quay xuống thân lá một chút. Thân lá thì nó không có gì đặc trưng nhiều. Cái này thì nó chỉ như cái cây thân sạch sạch. Lá của nó không quá đặc trưng. Nhưng lá của nó, cái độ gân của nó, mọi người nhìn khá là rõ luôn. Cái độ gân, đấy, những cái sọc lá của nó nhìn khá rõ. Lá nó cũng khá ngắn và thân nó còi, thân nó chỉ 0.5, to chắc là 0.1 cm là cùng thôi. Cây rất là nhỏ, thân gầy, thân nó gầy lắm, nó ra là cái bông hoa là rất là to. Thân nó gầy chỉ 0.3 đến 0.5, như đoạn gốc này chỉ 0.3, lên thân to nó 0.2 thôi, lên thân nó chỉ 0.5 0.7. còn lá của nó thì nó khoảng từ 3 đến 4 cm gì đó. Lá sọc trắng nhiều,
và dài, cái lá dài khoảng tầm 5 đến 8 cm, 8 cm, khoảng 8 cm đấy. Thì khi đương nhiên là khi phát triển ở trên thì nó sẽ dài và to hơn. Đấy là về sơ qua về cái thân lá là một chút vậy thôi. Mời anh chị cùng ngắm thêm một lần nữa về cái cây năm cánh trắng Mỹ Phượng này, để chúng ta cùng thấy được cái đôi mắt của nó rất là đẹp và màu phấn hồng của nó thực tế rất là đẹp anh chị ạ. Anh chị cùng ngắm và tham khảo thêm nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác, cũng như là những cây hoa lan đột biến em giới thiệu đến anh chị. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.